rất muốn ở cách vách ngươi Diệp Phi dạ ta không muốn cưới ngươi. Một. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Gặp phải hàn kinh niên ngày đó, hạ vãn an đáy lòng chỉ có ba chữ. Cả một đời, hắn là nàng một chút nhất định muốn cả một đời. To như vậy rộng thoáng trong văn phòng, hạ vãn an nhìn chằm chằm ngồi trước bàn làm việc hàn kinh niên đợi một chút, gặp hắn nhìn thấy mình đến, còn không có ngừng tay đầu làm việc ý tứ, liền chủ động ra tiếng. Ta ta tới tìm ngươi, là có chuyện muốn nói với ngươi, hàn kinh niên gõ bàn phím đầu ngón tay, rừng rừng, nhưng hắn không nhìn nàng, mở miệng thanh âm bình lại lạnh. Người nói, dạng này xa cách lại lạnh lùng hắn, để hạ vãn an lập tức không dám mở miệng, nàng trầm mặc thật lâu, thấy hàn kinh niên ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía mình, lúc này mới phồng lên dũng khí nói ta ta muốn nói, ta có thể gả cho ngươi, hàn kinh niên sừng sốt, bất quá ngắn ngủi một sát na, hắn liền khôi phục nhất quán trầm tĩnh cùng lạnh lùng. Ta không muốn cưới ngươi. Đơn giản năm chữ, để hạ vãn an đầu ngón tay, theo bản năng níu chặt quần áo, nàng dường như sợ bị hắn nhìn ra cái gì, không có quá nhiều trần chờ rất nhanh liền nói lời nói ta ta biết ta biết ngươi không thích ta, cũng không muốn cưới ta nhưng là, bọn hắn rất muốn ở cách vách ngươi Diệp Phi dạ ta không muốn cưới ngươi, hai. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Vãn An không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm trong điện thoại di động trò chuyện ghi chép nhìn nhiều lần. Mới xác định vừa mới thật là hàn kinh niên cho mình gọi điện thoại. Hắn nói, hắn có thể cưới nàng. Hắn thế mà đáp ứng cưới nàng chỉ là hắn buổi chiều rõ ràng cự tuyệt rất thẳng thắn lúc này mới qua ngắn ngủi mấy giờ hắn làm sao lại đột nhiên cải biến chủ ý đâu cứ việc hạ vãn an rất buồn bực nhưng vẫn là có một vòng vui sướng khắc chế không được bò lên trên nàng đuôi lông mày từ nàng lần thứ nhất gặp phải hắn nàng vẫn đang chờ lấy một cái có thể tới gần hắn cơ hội cái này chờ đợi dòng dã sáu năm gần hai ngàn cái ngày đêm về sau nàng rốt cuộc đã đợi được cơ hội này đúng vậy a à, nàng là ưa thích hắn rất thích rất thích cái chủng loại kia thích gặp phải hắn ngày đó đáy lòng của nàng chỉ có ba chữ cả một đời hắn là nàng rất muốn ở cách vách ngươi diệp phi dạ phát sinh quan hệ một nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com hắn thô lỗ đè ép nàng giống như là sẽ thôn phệ người dã thú điên cuồng cướp đoạt qua thân thể nàng mỗi một chỗ qua một trận an tĩnh trong phòng chậm rãi có động tĩnh hắn thô trọng tiếng hít thở nàng nhỏ xíu tiếng thở dốc hỗn hợp cùng một chỗ quấn quanh thật lâu mới trở về bình tĩnh toàn bộ quá trình bên trong động tác của hắn không tính ôn nhu phản ứng của nàng rất là không lưu loát hắn cùng nàng từ đầu đến cuối không có một câu trò chuyện bọn hắn không giống như là vợ chồng càng giống là hai cái không liên hệ chút nào người xa lạ trước một giây kết thúc sau một giây hàn kinh niên liền bước ra rời đi hạ vãn an thân thể say người rất muốn ở cách vách ngươi diệp phi dạ phát sinh quan hệ hai Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Thanh âm như vậy để nàng cảm giác không hiểu cô tịch cho nên đợi nàng lại trở lại phòng ngủ về sau Nàng cố ý mở ra tivi cũng đem âm lượng nâng cao một chút Nàng mục đích không phải là vì xem tivi mà là vì để cho trong nhà có một chút nhân khí Cho nên mở ra cái nào đài chính là cái nào đài Nghe trong tivi thỉnh thoảng truyền ra người mang bom lời kịch Hạ Vãn An làm 40 phút trước khi ngủ yoga, đi tắm đợi nàng trở ra, đã là nửa giờ sau, nàng dùng khăn mặt đem tóc còn ướt bao lấy, đối kính trang điểm bắt đầu từng tầng từng tầng bôi mỹ phẩm dưỡng da. Tại nàng cũng không rõ ràng mình rốt cuộc bôi đến đó cái trình tự lúc, nàng từ trong tivi nghe được một cái tên quen thuộc. Hàn thị xí nghiệp giám đốc, Hàn kinh niên tiên sinh tiếp nhận chúng ta phỏng vấn, hạ vạn an trên đầu ngón tay nén làn da động tác, đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn chằm chằm mình trong kính trì hoãn vài giây đồng hồ mới quay đầu nhìn về phía tivi trong màn hình hàn kinh niên đồ tây đen áo sơ mi trắng một thân yêu nhã ngồi ở trên ghế salon chính cùng người chủ trì vừa vặn mà nói hắn sinh chính là thật đẹp mắt đẹp mắt đến tuấn mỹ dạng này từ ngữ dùng ở trên người hắn đều lộ ra rất buồn tẻ đẹp mắt đến mặc kệ ngươi nhìn hắn chằm chằm bao lâu ngươi chẳng những sẽ không ghét ngược lại sẽ cảm thấy hắn càng đẹp mắt thậm chí càng muốn nhìn hơn xuống dưới phỏng vấn thời gian cũng không quá dài chuẩn bị kết thúc lúc người chủ trì nói chuyện phiếm cười hỏi một cái bát quái hàn tiên sinh gần nhất rất nhiều đưa tin nói ngài cùng tần thư giản tiểu thư kết giao tấp nập không biết ngài thuận tiện hay không tiết lộ một chút ngài cùng tần tiểu thư có phải hay không thật như là nghe đồn tốt như vậy sự tình gần rồi Tần Thư giản cái kia Tết Xuân phòng bán vé lớn nhất bán chúc tuổi phiến nhân vật nữ chính Hạ Vạn An bưng mắt xương đầu ngón tay, khẽ run run, suýt nữa đem cái bình té ngã trên mặt đất. Trong tivi Hàn Kinh niên, thần sắc từ đầu đến cuối đều không có biến hóa quá lớn, mở rất muốn ở cách vách ngươi Diệp Phi dạ không biết một. Nghe chọn bộ tại mechuyenaudio.com bất quá vấn đề không nghiêm trọng lắm, không ảnh hưởng nàng tối nay tụ hội, nhưng để cho an toàn, nàng ăn sáng xong về sau, vẫn là vọt lên một bao dễ bản lam. Buổi chiều đều ở nhà, tiếp tục mê man ngủ 4 giờ, hạ vãn an lúc này mới chậm gì gì đứng lên bắt đầu vì đêm nay tụ hội làm chuẩn bị. Hẹn chính là muộn 8 điểm, vàng son lộng lẫy, gặp cho nên hạ vãn an cố ý kể đến 7 giờ rưỡi mới ra cửa nàng đến, vàng son lộng lẫy, lúc vừa vặn vừa qua khỏi tám điểm, bất quá trong bao xương lại là đã tụ không ít người. Cái này tụ hội là hàn chi cần khuyến khích cho nên mới đại đa số người cũng đều là hàn chi cần bằng hữu Hàn chi cần là hàn kinh niên đại ca nhi tử, hô hàn kinh niên tiểu thúc cùng hạ vạn an cùng tuổi, cũng cùng là tiểu học đồng học, sơ trung đồng học cùng cao trung đồng học. Nếu là Hàn Chi cần đại học không có ra nước ngoài học, hai người sợ cũng sẽ là bạn học thời đại học. Hàn Chi cần những người bạn này bên trong, có mấy cái là hắn cùng Hạ Vãn An cao trung đồng học, trong đó Tống Hữu Mạn cùng Hạ Vãn An là từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên. Ngải Khương là Hạ Vãn An cao trung đồng học, bất quá đại học Ngải Khương cùng Hạ Vãn An mới chính thức quen thuộc hạ vãn an đến thời điểm tống hữu mạn cùng ngải khương cũng còn không tới hàn chi cẩn đang cùng hắn kia một đám hồ bằng cầu hữu tán gẫu trời tán gẫu địa nhưng ở thấy được nàng về sau lập tức chạy vội tới nàng cùng hàn kinh niên chuyện kết hôn trừ hai nhà người biết ra cũng không có quá nhiều ngoại nhân biết được cho nên hàn chi cẩn bên ngoài gặp được hạ vãn an mở miệng kêu vẫn như cũ là cùng lúc trước đồng dạng vãn an vãn an Hạ Vãn An sau khi ngồi xuống, không đầy một lát, Ngải Khương liền đến, bởi vì có người bồi tiếp Hạ Vãn An, Hàn Chi Cẩn liền chạy mở. Trong bao xương người, càng ngày càng nhiều, duy chỉ có không gặp Tống Hữu Mạn, Hạ Vãn An không chịu được cầm điện thoại, cho Tống Hữu Mạn phát cái tin tức, hỏi nàng đến đó mà. Tống Hữu Mạn dây về, lập tức đến, và URL bằng Windows. Location, rap Windows, Puppy Giớ Tác bằng Windows. Puppy giờ tác Windows, Puppy giờ tác Push Zonet 7254X, BGSSP 7254U, URL Hạ Vãn An không có lại về tống hữu mạn tin tức, nàng trước một giây thu hồi điện thoại, sau một giây cửa bao xương liền lại bị đẩy ra nàng tưởng rằng tống hữu mạn đến theo bản năng ngẩng đầu hướng về phía cổng nhìn lại sau đó lại nhìn thấy người tiến vào về sau nàng nguyên bản vô cùng sống động hữu mạn liền đột nhiên ngưng trệ tại bên môi hạ vãn an nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến hàn chi cần thế mà đem hắn tiểu thúc thúc cũng chính là trượng phu của nàng hàn kinh niên cho hô tới Hàn Kinh Niên tựa như là sinh ra người lãnh đạo, khí chàng cường đại, cho dù hắn lúc này trên mặt thần sắc bình thản, nhưng vẫn là cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Cho nên hắn vừa vào cửa, trong bao xương nháy mắt yên tĩnh trở lại. Lực chú ý của mọi người đều ở trên người hắn, nhưng hắn phảng phất người cả phòng không tồn tại, đừng nói là thần sắc, liền ngay cả mặt mày đều không có mày may ba động ba giây về sau hàn chi cần cọ một chút đứng dậy phản xạ có điều kiện quy quy củ củ mở miệng tiểu thúc tốt hàn kinh niên không nói chuyện ánh mắt lại rơi tại ngồi tại tương đối bên trong hạ vạn an trên mặt bất quá một cái chớp mắt hắn liền lãnh đạm thu hồi ánh mắt hướng về phía hàn chi cần khẽ vuốt cằm theo cử động của hắn trong bao xương bầu không khí rõ ràng chuyển biến tốt một chút tiểu thúc mời ngài ngồi hàn chi cẩn lại mở miệng thanh âm so với vừa mới dễ dàng rất nhiều hắn vừa nói còn bên cạnh chân chó vỗ vỗ bên người không vị sau đó một mặt kêu gọi hàn kinh niên ngồi một mặt cho hàn kinh niên rót một chén rượu hàn kinh niên không có chọn vị cứ dựa theo hàn chi cẩn đập địa phương ngồi xuống hạ vãn an không biết hàn chi cẩn có phải là cố ý hay không hàn kinh niên lần ngồi xuống này công bằng an vị tại nàng bên người